Phố cổ Kiến Thủy, Lâm An là nơi du khách sẽ được trải nghiệm không khí đậm chất Trung Hoa cổ xưa. Phố cổ Kiến Thủy hay thành cổ Kiến Thủy là địa danh thuộc thị trấn Lâm An, huyện Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Huyện Kiến Thủy nói chung và thành cổ Kiến Thủy nói riêng đã có tuổi đời hơn 1.180 năm. Địa điểm này từ xa xưa được gọi là Bộ Đầu hoặc Vân Ba Điện. Tới thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công Nguyên, gọi là Trúc Thành hay Huệ Lịch Thành. Từ Huệ Lịch trong ngôn ngữ người Di cổ xưa, tức người Việt là dân tộc Lô Lô, nghĩa là biển lớn. Vì nơi đây mùa mưa thường có nước dâng cao, tràn vào thành như biển. Tiếng Hán dịch là Kiến Thủy. Sang nhà Nguyên, năm 1271 đến năm 1368, nơi này được đổi thành Châu Kiến Thủy thuộc đường Lâm An. Rồi tới triều đại nhà Minh, năm 1368 đến năm 1644, vẫn là Châu Kiến Thủy, nhưng đổi đường Lâm An thành phủ Lâm An. Thời Càn Long nhà Thanh, năm 1735 đến năm 1796, gọi là huyện Kiến Thủy. Sang những năm Trung Hoa Dân Quốc lại gọi là huyện Lâm An, rồi lại đổi thành huyện Kiến Thủy và giữ cái tên đó đến ngày nay. Cùng với cái tên, lịch sử thành phố cổ này cũng trải qua những năm tháng thăng trầm. Trong thời cổ đại, khi vẫn còn cái tên đường Lâm An, thành trì bị chiến tranh, thời tiết phá hủy phần lớn, nhà Đường đã trùng tu, phục hồi lại, dù có phần hư hỏng nhưng tới nay may mắn là Kiến Thủy vẫn được bảo tồn khá tốt, trở thành một trong những thành cổ đẹp nhất của tỉnh Vân Nam. Tại Vân Nam khi xưa có tới một nửa số người đỗ các kỳ khoa cử xuất thân từ phủ Lâm An, nên Kiến Thủy xưa nay còn được biết đến là nơi coi trọng giáo dục, được xưng tụng là văn hiến danh bang. Trong thời nhà Thanh đã có tới 4 thư viện được xây dựng tại đây, đương thời gọi là Lâm Bán Bảng. Thành cổ Kiến Thủy ngày nay đã trở thành thành phố lịch sử và văn hóa của quốc gia, bảo tồn hơn 50 tòa nhà cổ giúp nơi này mang danh là bảo tàng kiến trúc cổ hay bảo tàng dân cư. Nhiều du khách du lịch Trung Quốc nghĩ Vân Nam chỉ có phố cổ Lệ Giang là đẹp nhất mà chưa biết tới phố cổ Kiến Thủy. Mỗi nơi đều có một nét đẹp riêng, nhưng nếu muốn tìm một nơi vắng vẻ chưa có quá nhiều người biết tới và không phải đi xa dài ngày, phải làm visa như hành trình Lệ Giang thì Kiến Thủy là nơi không thể bỏ qua. Gia đình tôi đã đến Kiến Thủy, Vân Nam chỉ bằng giấy thông hành, không cần hộ chiếu visa, làm thủ tục rất nhanh, chỉ cần 1 tiếng là xong thủ tục giấy thông hành và qua cửa khẩu Hà Khẩu, chạy xe thẳng đến thành phố Kiến Thủy, Vân Nam rất là thuận tiện đơn giản. Phố cổ Kiến Thủy là khu thắng cảnh mở cửa miễn phí cho công chúng. Như một số di tích văn hóa lịch sử quan trọng cần bảo tồn thì sẽ tính phí, như Chu Gia Hoa Viên khoảng 35 tệ, Lầu Triều Dương khoảng 13 tệ, Văn Miếu Kiến Thủy khoảng 36 tệ, Trụ Sở Phủ Lâm An 16 tệ. Nếu không vào những địa điểm này thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành trình tham quan. Tuy nhiên nếu có thể thì bạn vẫn nên đi để có trải nghiệm tốt nhất.
Đây là trung tâm bán trà và bán đồ gốm Tử Đào nổi tiếng tại phố cổ Lâm An, tỉnh Vân Nam, thuộc thành phố Kiến Thủy, Trung Quốc. Ở đây sẽ cho bạn giới thiệu thưởng thức trà đạo, thưởng thức các loại trà. Có thể nói người pha trà ở đây phải là chuyên gia được đào tạo lâu năm và có rất nhiều kinh nghiệm mới pha các loại trà thật ngon của vùng Kiến Thủy Vân Nam này. Trà ở đây được lên men và có rất nhiều loại trà khác nhau như hồng trà, bạch trà, tím trà, vân vân. Đặc biệt thưởng thức các loại trà ở đây, bạn sẽ chữa được rất nhiều loại bệnh như tiểu đường, áp huyết cao, tim mạch, vân vân. Giá cả cũng rất hợp lý và yên tâm là bạn sẽ được mua những sản phẩm đảm bảo uy tín, giá cả cũng rất hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Loại trà nổi tiếng ở thành cổ Lâm An này đó chính là trà phổ nhĩ. Trà phổ nhĩ có loại trà sống và trà chín. Trà sống và trà chín đều chữa các loại bệnh khác nhau và rất hữu ích cho sức khỏe. Khi uống trà phổ nhĩ, bạn cũng nên thưởng thức cùng với loại ấm được pha, được làm bằng gốm tử đào. Gốm tử đào là loại gốm cực kỳ quý hiếm, là một trong tứ đại danh gốm tại Trung Quốc, là một trong những nguồn đất sét tím quý hiếm tại Trung Quốc. Ở đây bạn sẽ được thưởng thức cách pha trà bằng gốm tử đào và bằng trà phổ nhĩ rất tuyệt vời của người dân phố cổ Lâm An, Kiến Thủy, Vân Nam. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Thank you.
Lầu Triều Dương nằm ở cuối phía đông của đường Lâm An, ở trung tâm huyện Kiến Thủy, quận Tự Trị, Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, được xây dựng vào năm Hồng Chu thứ 22 của nhà Minh khoảng năm 1389, có diện tích bao phủ diện tích 2.312 m². Lầu Triều Dương là một trong những biểu tượng chính của lịch sử lâu đời của Kiến Thủy, một thị trấn quan trọng ở miền Nam Vân Nam, và là biểu tượng của một thị trấn quan trọng lâu đời ở biên giới của đất nước Trung Quốc. Lầu Triều Dương được một số người gọi là Tiểu Thiên An Môn, không tính phí. Nếu không lên tầng trên tham quan, có thể chụp ảnh tại quảng trường tháp Triều Dương. Lịch sử hình thành của Triều Dương Lầu. Tòa tháp Triều Dương hơn 500 năm tuổi đã trải qua vô số thảm họa quân sự và chiến tranh, hơn 50 trận động đất, có nhiều lần cả thành phố bị hư hại nghiêm trọng, đặc biệt là vào đầu tháng 11 năm Quảng Tự thứ 13 nhà Thanh khoảng năm 1883, hai ngày có động đất lớn. Trong những năm Đường và chế độ Nhật Bản cai trị đã xây dựng thành phố Huli, tại đây là thành phố Tung Trang vào năm thứ 20 của Hồng Ngu trong triều đại nhà Minh. Sau khi quân đội nhà Minh bình định Vân Nam đã thành lập Lâm An, xây dựng thành phố bảo vệ Lâm An và mở rộng vùng đất trên cơ sở thành phố bằng đất ban đầu và xây dựng lại thành một thành phố xây bằng gạch. Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nó đã trải qua hai lần tái thiết lớn vào năm 1955 và năm 2000. Lầu Triều Dương có bốn cổng trong thành: cổng Vinh Vui ở phía đông, cổng Phu An ở phía nam, cổng Lầu Triều Dương tương tự như cấu trúc chính của Thiên An Môn ở Bắc Kinh, được cho là xây dựng sớm hơn Thiên An Môn khoảng 28 năm và là một công trình mang tính bước ngoặt ở thành phố cổ Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam. Phong cách kiến trúc của tháp Triều Dương là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc của các triều đại nhà Nguyên và nhà Minh, là một điểm mốc của thành phố cổ Kiến Thủy, một điểm nhấn quan trọng của du lịch Kiến Thủy, thậm chí còn là biểu tượng của thị trấn quan trọng ở miền Nam Vân Nam trong 6 thế kỷ. Tòa nhà Triều Dương cao 3 tầng, trên đỉnh có 3 mái hiên, có mái hiên hếch lên tường thành màu đỏ cổ kính, và các tòa nhà dưới bầu trời xanh lộ ra vẻ hùng vĩ lạ thường. Bức tường thành của lầu Triều Dương dài 77 mét từ Nam đến Bắc và rộng 26 mét. Trên lầu treo một quả chuông lớn thời Minh, cao hơn 2 mét, nặng 1.700 kg. Lầu Triều Dương được chống đỡ bởi 48 cột gỗ khổng lồ, được chia thành 6 hàng. Mỗi hàng có 8 cây cột, 2 hàng ở giữa dài nhất và dẫn thẳng lên tầng 3. Chu vi cột nhỏ hơn và chỉ chống đỡ mái hiên của tầng 1. Lầu Triều Dương ngày nay là nơi mà mọi du khách đến Kiến Thủy đều phải check-in. Hiện nay bên trong và bên ngoài tầng 1 của tòa tháp đều có quán trà. Bên trong có diễn ca hát khiêu vũ và triển lãm các bức tranh về lịch sử của thành phố Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, rất tuyệt vời. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé! Thank you.
Gia Hoa Viên là dinh thự kết hợp vườn hoa lớn nhất phía Nam Vân Nam Trung Quốc, thu hút khách du lịch đến thành phố Kiến Thủy ghé thăm. Chu Gia Hoa Viên là một công trình dinh thự từ đường kết hợp với vườn hoa ngắm cảnh được xây dựng từ cuối thời nhà Thanh. Chu Gia Hoa Viên nằm giữa phố Kiến Tân của thành cổ Kiến Thủy. Phố cổ Kiến Thủy thuộc thị trấn Lâm An, huyện Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ở đây giao thông rất thuận tiện để đi đến. Dinh thự nhà họ Chu còn được biết đến với cái tên là vườn ngắm cảnh lớn nơi biên giới Tây Nam. Cái tên này được lấy cảm hứng từ dinh thự giàu có lộng lẫy trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của thời nhà Thanh, khoảng năm 1616 đến năm 1911. Lịch sử của gia đình họ Chu là một dẫn chứng cho sự phú quý giàu sang và độ bề thế của dinh thự này. Vậy nên trước khi xem nơi này có gì đẹp, hãy cùng tôi, cùng gia đình chúng tôi tìm hiểu về gia đình họ Chu trước nhé. Thành cổ Kiến Thủy đã rất thịnh vượng kể từ thời nhà Minh, khoảng năm 1368 đến năm 1644. Người xưa truyền tay nhau câu nói vàng Lâm An, bạc Đại Lý, đủ để thấy xưa kia vùng đất này đã giàu có ra sao. Sang tới thời kỳ nhà Thanh càng phát triển hơn nữa. Khu vực Kiến Thủy rất giàu tài nguyên bạc đồng thiếc, chì và nguồn đất sét quý tạo ra chất gốm tím Kiến Thủy, gốm từ đào. Để giao thương thông suốt hơn, chính quyền nơi đây còn cho xây dựng cơ sở hạ tầng bài bản với nhiều cây cầu và hệ thống nước dồi dào lấy từ hàng trăm khu giếng trong thành. Sự phát tài của gia đình họ Chu ở đây bắt đầu khi một thương nhân trẻ tên Chu Quảng Phúc chuyển từ Côn Minh gần đó tới Kiến Thủy vào năm 1821, kết hôn và sinh sống tại đây. Gia tộc họ Chu có nguồn gốc từ Hồ Quang, nay là huyện Ma Dương, tỉnh Hồ Nam, và tổ tiên của gia đình này có thể đã ở Vân Nam dưới triều đại nhà Minh, buôn bán trà và tơ lụa. Gia đình đã kiếm được nhiều tiền thông qua bất động sản ở Hồ Nam, nhưng bắt đầu tập trung kinh doanh ở Kiến Thủy vào những năm 1870 bằng cách buôn rượu và điều hành các nhà máy bột mì. Gia đình họ Chu này cũng đầu tư vào các mỏ thiếc ở vùng núi tại thành phố Cá Cựu. Gần đó, nguồn thu từ mỏ thiếc này chính là ngành công nghiệp sinh lời nhất của họ. Ảnh hưởng kinh doanh của gia đình mở rộng sang tỉnh Tứ Xuyên, nơi đông dân cư ở phía Bắc Trung Quốc, đến các cảng nhộn nhịp ở Quảng Đông, phía Đông Nam Trung Quốc và nhiều địa phương khác. Công ty gia đình mang tên Chu Hằng Thái đã trở thành một trong những công ty thương mại hàng đầu ở Vân Nam vào những thập kỷ cuối của thế kỷ 19, chủ yếu bán vải, thuốc phiện, sợi bông và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Gia đình họ Chu cũng giành được quyền lực chính trị khi một số thành viên trong gia đình đỗ các kỳ thi để trở thành quan chức trong quận địa phương. Ảnh hưởng chính trị của họ rất quan trọng trong khu vực vào thời điểm bất ổn chính trị. Đặc biệt cháu trai của Chu Quảng Phúc là Chu Triều Anh, còn được gọi là Chu Vị Khanh, là một quan chức chính phủ nhà Thanh, nhưng sau này đã tài trợ cho một cuộc nổi dậy chống chính phủ giữa những người khai thác thiếc ở Kiến Thủy vào năm 1903. Khi chính quyền nhà Thanh cho quân đến Kiến Thủy dẹp cuộc nổi loạn thì ông đã trốn sang Nhật Bản rồi trở lại Trung Quốc 5 năm sau đó, khi một làn sóng nổi dậy mới bắt đầu chống lại chính quyền dẫn đến việc lật đổ sự cai trị của nhà Thanh trong cách mạng năm 1911. Ông đã trở thành nhà lãnh đạo quan trọng trong cuộc nổi dậy ở Lâm An. Với địa vị và sự giàu có, các con trai của Chu Quảng Phúc là Chu Thành Trương, Chu Thành Thải, Chu Thành Tảo bắt đầu xây dựng biệt thự của gia đình ở trung tâm Kiến Thủy trên phố Hàn Lâm vào cuối những năm 1870. Công trình vẫn còn dang dở trong thời gian họ sống nhưng đã hoàn thành dưới sự quản lý của con cháu họ, bao gồm cả Chu Vị Khanh vào những năm 1910. Tuy nhiên sau những năm tháng chiến tranh, chính phủ Quốc dân Đảng rồi đến Đảng Cộng sản tiếp quản dinh thự để dùng làm trường học, bệnh viện dã chiến, phòng triển lãm v.v.
tới năm 1990 được tu sửa và mở cửa làm điểm tham quan du lịch cho công chúng, gọi là Chu Gia Hoa Viên, có nghĩa là vườn hoa nhà họ Chu, vườn hoa Chu Gia. Chu Gia Hoa Viên có tổng cộng 214 phòng và 42 khoảng sân, từng là dinh thự lớn nhất phía Nam Vân Nam. Nơi này được hoàn thành vào năm 1910 sau hơn 30 năm xây dựng. Vườn Chu Gia có diện tích hơn 20.000 m2. Khu nhà ở là nơi ở của các thành viên trong gia đình, phân chia theo vị thế của họ. Vào thời xưa, khu vườn tuyệt vời này nằm trong khuôn viên tư nhân, bị cấm vào, nhưng ngày nay khách du lịch đến Kiến Thủy có thể tự do tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Toàn bộ khu vườn đối xứng hoàn hảo và được nhiều người mô tả là mê cung. Khách du lịch đi một mình có thể bắt đầu cảm thấy lạc lõng và bị mắc kẹt nếu đi quá xa. Phong cách kiến trúc của Chu Gia Hoa Viên lấy cảm hứng từ những khu vườn ở Tô Châu và Sơn Tây, Trung Quốc. Nếu đã từng đến nhiều khu vườn cổ ở Trung Quốc, chỉ cần nhìn bản đồ vườn Chu Gia bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Chu Gia Hoa Viên không đi theo lối kiến trúc truyền thống của Hoa Viên Trung Quốc lấy một trục làm trung tâm, mà mỗi một góc vườn lại có một hệ thống riêng được bố trí cực kỳ hài hòa. Khu vực sân và nhà ở cứ nối tiếp nhau, bố cục linh hoạt, không gian phong phú. Mỗi mảnh ngói, mỗi bức tranh trong dinh thự đều là một câu chuyện về nơi này. Không chỉ có hồ nước, vườn cây xen kẽ, mà Chu Gia Hoa Viên hiện nay còn có một góc mê cung đá lớn. Du khách lang thang trong ngõ ngách nhỏ, thiếu ánh sáng của mê cung rồi chợt bà lên khi thấy hồ nước rộng lớn phía trước. Xung quanh hồ nước có hành lang dài với bậc ghế giúp du khách có thể nghỉ chân, thong thả ngắm cảnh. Nếu muốn ngắm khu vườn từ trên xuống, bạn có thể lên đỉnh nằm ngay phía trên hồ, khu hồ lớn. Không chỉ là nơi tham quan, ngày nay Chu Gia Hoa Viên còn mở ra phòng sảnh mai, phòng sân xanh, phòng vườn trúc, phòng vườn cúc và 24 phòng nghỉ khác được đặc biệt mở ra để du khách trải nghiệm cuộc sống ở đó. Nội thất bên trong các phòng bao gồm giường, bàn ghế, đèn đồng đều được làm bằng gỗ, được trang trí với tác phẩm điêu khắc tinh xảo, thể hiện rõ nét cuộc sống hàng ngày vào thời nhà Thanh. Các nữ hướng dẫn viên làm việc trong vườn đều mặc trang phục từ thời nhà Thanh và phục vụ theo nghi thức nhà Thanh, mang đến cho du khách cảm giác như họ đã du hành ngược thời gian hàng trăm năm. Tất cả những điều này khiến Chu Gia Hoa Viên trở thành một điểm nhấn tuyệt vời với du lịch trong nước và quốc tế khi đến Kiến Thủy. Vì nằm trong khu phố cổ nên sau khi tham quan Chu Gia Hoa Viên, bạn có thể thưởng thức hoa quả ngọt lành được người dân tự trồng và đem gánh hàng rong vào bán trong phố, trà sữa, đậu, phụ nướng, phở Lâm Anh, hoặc mua gốm tím Kiến Thủy về làm quà. Đặc biệt ở đây có món lạp xưởng nướng rất ngon, bán ngay cổng của khu nhà Chu Gia Hoa Viên, rất tuyệt vời, mà vợ chồng tôi cùng các con đã thưởng thức. Trên đây chỉ là những thông tin để bạn có cái nhìn sơ quan về Chu Gia Hoa Viên, giúp bạn hiểu hơn về nơi này khi đến ngắm cảnh. Nếu muốn tới đây để trải nghiệm và đắm chìm trong không gian dinh thự Trung Hoa cổ xưa, bạn hãy đến tận nơi để trải nghiệm nhé.